Như cái cháu đó chị biết gần không chị? Không biết hết được. Dạ. Như hôm nó là xã, có là xã rồi hả chị? Nghe cái chuyện thấy động trời luôn chị. Dạ. Tính nhân cũng lâu hả chị, khoảng 2 tuần rồi ha. Vậy là cháu nhà trong đó đi học đi lên đi đường này không gì chị? Dạ. Nhưng mà cái ông ngoại này, ông ngoại ghẻ không chị nhỉ? Nhưng nó mới 13. Dạ 13, 14 tuổi. Nó còn tuổi mình thì tức bây giờ thấy mình phải giữ gìn thì chắc giữ gìn con tới sau mới hận gì đó. Cái hận là quá muộn hết trơn. Khi phát hiện ra nó mấy tháng, 4, 5 tháng hay gì? Chị là mình nghe sương sương đó là có kết án rồi hả chị? Có xử rồi hả? Biết đâu bọn họ nghe nói người xã gì đó mấy chị cũng có đi dòm nữa. Dạ. Không có đi coi, chỉ nghe nghe mấy người bán số nói vậy thôi. Hôm nay chạy ngang lại ta nói đi thôi. Mà tính ra cái ông này sáu mấy tuổi, nếu mà kết án 20 năm nữa thôi chắc gục. Dạ, hết đời luôn rồi quá. Dạ. Dạ cháu đi học kinh cái tuyến đường này của chú à. Ở trường đó là gọi trường đầu dòng đó hả chị? Dạ. Vậy hả? Em cũng nghe trên mấy cháu đó nói là trường đầu dòng, học ở đầu dòng là trường khúc này đó hả? Dạ. Yeah.
Dạ. Vậy nó mới lên học cái mấy năm trước nó học ở đâu nhá? Nó mới lên học cấp 2 đây phải không? Nó mới lên học cấp 2 đây à. Đây là đó vậy nó đâu có lên học đây, nó mới lên học cấp 2 đây à. Chú trên chợ ông xuống hả? Chị đang đi đường này lên mà con cũng đi đường đó vô. Ủa, đường này nữa hả? Đi đường nước luôn chị. Không. Nhà nó ở với ông ngoại cho mình đi. Đâu đâu bên đây nè. Đâu bên đường lớn đường vô nhà bọn lớn á. Đường mở cửa á. Ừ, Minh đi vậy đó mà. Minh. Cháu ngoại mà vậy, cháu ngoại của vợ vậy á. Dạ. Cái ông đó là lớn chứ chú. Cái nó 60 của 61 vậy. Dạ. Còn mới thấy trình tin tức á. À, coi. Ông ơi già mà mắc dịch. Dạ. Cái trường gần đây mà cô không biết luôn hả con? Cô không nghe nói. Dạ. 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 Hiện giờ là bé ở với ai cô biết rồi. Dạ. Như là cô có thấy cái bé đó không? Cô có biết mặt không? Dạ. Nhiều đứa nó hư lắm mình đâu có biết con ăn. Các cô chậu thì dán mệt đời nữa, người nó lái nên mình đâu có biết. Bây giờ nó cũng nhỏ nó đâu có biết. Cũng như xảy ra sự việc vậy là nhà trường đâu thầy cô đâu có hỏi. Thầy cô vô can thiệp mà mới ra cái chuyện đó đó, không vô dễ vậy. Như là thầy cô là biết trước em biết thấy thầy con. Thầy cô biết rồi mới báo cho chậu. Chắc là bữa nay là chắc là bé cũng được 5-6 tháng hả cô? Dạ. Như là bà ngoại là cặp với cái cặp với cái ông ngoại ha, ông ngoại rẻ. Dạ. 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 À dạ. Dạ. Ừ, cặp riêng vậy mà ổng đưa bé đi học. Không biết sao mà tiếp xúc được mà nó hiểu. Dạ. Dạ, cô biết mặt ông ngoại đó không con? Không thấy, mình ổng chạy ra mà mình đâu có để ý. Dạ. Xa lắm, đi xe lộn. Dạ, mất dịch. Dạ, mất dịch. Thế cái đó nhà mất dịch đấy. Dạ, nhưng mà cần gì mấy cái chuyện đó nữa. Dạ, đúng rồi. Còn dân mình ai cũng bức xúc cái chuyện đó hay con nghe nói là bức xúc đúng không? Lớn tuổi rồi mà không nghĩ ra được mấy chuyện đó. Nghĩ thì mình có tiền đi thiếu gì ba cái quán ba nhóc cái chân không đi đi ông chết chóc chị. Dạ. Ngu mà chưa từng có. Cỡ nào mà không có tiền mà nghĩ. Nhưng mà ông cũng 60 mấy rồi cũng cái dạng rồi cũng lớn rồi. Ừ, vậy là sự việc là mới xảy ra hết 3-4 ngày nay hả con? Không, xảy ra là tháng trở lại đây. Là bùng phát ra là cỡ tháng đây này. Là dân hay thôi cũng như là dạ. Bộ y tế nhà trường người ta phối hợp sao là nhà trường là biết. Nhà dạ. Trường người ta biết người ta mới làm ra đó. Dạ dạ. Có nó đi học rồi nó thấy nó hiện tượng là cô mới kêu xuống rồi hỏi này kia rồi biết bên đi báo cho bộ y tế. Dạ. Mấy hội phụ nữ y tế rồi người ta mới
Trời ơi. Ở đây gì mấy trường hợp mấy trường hợp vậy luôn hả con? Trời ơi, cũng tại học trong trường đó không hả con? Học trường này thì hai đứa, học trường mà dạ. Ờ như vậy là cùng một trường mà là con bé nó bị trước rồi tới. Dạ. Bất ngờ ha. Tự nhiên là mình biết được cái tin là bé ấy thôi mà không ngờ là trên một trường học nào cũng có hai trường hợp bị luôn. Lúc mấy kia là trường hợp như học trò ở nhau thôi con. Còn cái vụ này mới động trời nè. Đúng rồi. Học sinh của nhà bầu bịch mà kêu là bầu bịch đó là bầu bịch cảnh trước như bé này thì cái đó thì kiểu như mà ghệ rồi thì không nói. Cái đó thì mình như Phong là hình như là biết vỡ lẽ ra là như là hồi năm lớp năm 12 tuổi mấy rồi con. Dạ. Giờ nó mới 13 tuổi rồi. Dạ. Mới 12 tuổi mấy nó vậy là chắc giờ là bé chắc cũng nghỉ học luôn hả con? Nghỉ học rồi. Dạ. Giờ không biết là ai chăm sóc mình cũng tại không ra xã đồ làm nhiều lắm không biết chuyện. Hay là bên đó là chịu trách nhiệm. Như dạ. Đó là con trai không ra ra chịu trách nhiệm. Đây là con trai của ổng hả con? Ở chung mà còn thằng trai út còn như đi hết. À như vậy là ổng còn người con trai út là ở chung nhà. Ở chung nhà.